Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Câu lạc bộ sức khỏe online. Chương trình do Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn thực hiện và phát sóng trực tiếp trên hai kênh Fanpage và YouTube chính thức của Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn. Quý vị thân mến, quay trở lại với chương trình Câu lạc bộ sức khỏe online năm 2021 với sự tham gia chia sẻ của các bác sĩ đến từ các chuyên khoa tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, nội thần kinh. Những vấn đề mà trong quá trình thăm khám và điều trị lâu dài tại các đơn vị y tế, quý cô bác và các anh chị chúng ta không biết hỏi ai. Kính thưa quý vị, đột quỵ do thiếu máu cấp hay còn gọi là nhồi máu não xảy ra khi vùng não không được cung cấp máu. Nguyên nhân thường là do hẹp hoặc tắc một động mạch não. Phù não là một biến chứng thần kinh cấp tính có thể xảy ra đối với bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cấp. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được những yếu tố nguy cơ, biến chứng nguy hiểm cần phải đến bệnh viện gần nhất để có sự can thiệp kịp thời của đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế? Xin mời quý cô bác và các anh chị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề của ngày hôm nay với sự tham gia chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Phạm Đình Chương, chuyên khoa nội thần kinh Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn. Xin chào bác sĩ Chương ạ, và xin dành thời gian để bác sĩ có thể bắt đầu bài trình bày của mình hôm nay. Xin chào MC, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin trình bày một cái chủ đề rất là hot hiện nay, đó là đột quỵ thiếu máu não. Đầu tiên mình xin tự giới thiệu, mình là Thạc sĩ bác sĩ Phạm Đình Chương, đang làm việc tại đơn vị đột quỵ khoa nội thần kinh Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn. Chúng ta bắt đầu thì thế nào là đột quỵ thiếu máu não? Đột quỵ thiếu máu não, đột quỵ não chia thành hai loại, đó là đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não. Như chúng ta đã biết thì xuất huyết não tức là mạch máu bị vỡ và gây xuất tạo thành một cái ổ máu tụ. Còn đột quỵ thiếu máu não là hiện tượng mạch máu bị tắc nghẽn do cục huyết khối hoặc là mảng xơ vữa và từ đó gây thiếu máu ở nhu mô não sau vị trí tắc. Thì đột quỵ thiếu máu não là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba và nguyên nhân gây tầm phế đứng hàng thứ nhất theo Tổ chức Y tế Thế giới. Và ngày nay thì đã có rất là nhiều tiến bộ trong chẩn đoán cũng như là điều trị. Như vậy, nhận biết đột quỵ thiếu máu não là vấn đề quan trọng nhất. Các triệu chứng gợi ý đột quỵ thiếu máu não đó là đột ngột xuất hiện yếu hoặc tê mặt, tay hoặc chân, đặc biệt một bên cơ thể. Hai là rối loạn ý thức. Ba là bất thường về lời nói. Bốn là bất thường về nhìn ở một hoặc là cả hai bên mắt. Và thứ năm là mất thăng bằng, chóng mặt, rối loạn phối hợp động tác. Các dấu hiệu nhận biết bệnh đột quỵ thì có thể tóm tắt qua bốn chữ cái viết tắt của từ FAST, đó là face tức là méo miệng, và aim tức là yếu tay chân, speed tức là nói đớ, nói khó, và time tức là thời gian. Thời gian ở đây chính là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta điều trị tốt một cái bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não. Và về chẩn đoán lâm sàng thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện các triệu chứng thần kinh khu trú như đã kể ở trên và được lượng giá qua thang điểm nít theo chia theo mức độ nghiêm trọng. Khi mà điểm nít càng cao thì mức độ nghiêm trọng càng lớn. Về cận lâm sàng thì chúng ta có các phương tiện, đó là CT scan sọ não, đó là công cụ đầu tiên và nhanh nhất. Dựa vào CT thì chúng ta có thể loại trừ được xuất huyết não và thấy dấu hiệu tăng tỷ trọng động mạch não hoặc là các dấu hiệu sớm của nhồi máu não như là giảm tỷ trọng nhân bèo, mất dải ri băng thủy đảo, mất phân biệt chất xám, chất trắng, xóa các rãnh cuộn não. Và nó được tính dựa vào cái thang điểm aspect. Thang điểm aspect càng lớn thì chứng tỏ cái diện mà nhồi máu nó càng nhỏ. Mỗi vùng có dấu hiệu nhồi máu sớm thì chúng ta sẽ trừ một điểm. Như vậy điểm tối đa là 10 điểm. Hemorrhoid sọ não là cái công cụ hữu hiệu đối với các trường hợp mà đột quỵ đến muộn cũng như là đột quỵ lúc thức dậy. Như chúng ta thấy ở đây thì hình đầu tiên là hình ảnh mạch máu não chụp bằng MRI thì khuyết mạch động mạch não giữa bên phải tương ứng với vùng nhồi máu tăng sáng lên ở bên phải, và nó bao gồm nhiều cái chuỗi xung để chúng ta đánh giá được cái vùng nhồi máu cũng như là vùng tranh tối tranh sáng là cái vùng tế bào não đang hấp hối, và tức là đang thiếu máu và nó chưa bị nhồi máu, chúng ta có thể cứu được. Và T2 sao là chúng ta loại trừ được xuất huyết não, và trên chuỗi xung tốt thì xác định được vị trí mạch máu bị tắc. Đây là một số hình ảnh diffusion trên MRI và tưới máu não cũng như là chúng ta tính được cái mismatch giữa cái khu vực nhồi máu và cái khu vực thiếu máu não.
Về vấn đề điều trị thì đầu tiên là điều trị tiêu xuất huyết. Cái cửa sổ điều trị cho tiêu xuất huyết là rất là hẹp, trong vòng từ 0 đến 4.5 giờ. Và thuốc chúng ta sử dụng hiện nay là Atepla với liều là 0,9 mg trên ký cân nặng. Điều trị lấy khối bằng dụng cụ cơ học thì chỉ định đối với tắc động mạch lớn, đó là các động mạch cạnh trong, động mạch nào giữa tại đoạn gốc, động mạch đốt sống thân nền. Cửa sổ điều trị là trước đây là dưới 6 tiếng nhưng mà hiện nay thì có thể lên đến 24 tiếng dựa vào các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như là CT và MRI tuyến máu não. Chúng ta có các kỹ thuật trong lấy khối, đó là sử dụng stent kéo huyết khối đơn thuần. Ở đây chúng ta thấy cái stent nó bắt cục huyết khối và từ đó chúng ta có thể kéo stent và tái thông mạch máu bị tắc. Thứ hai là sử dụng cái ống hút huyết khối. Chúng ta sẽ luồn một cái ống hút vào cái mạch máu lớn đến vị trí của cục huyết khối và hút cục huyết khối ra. Và kỹ thuật thứ ba đó là phối hợp vừa kéo và vừa hút huyết khối. Kỹ thuật này sẽ làm tăng cái hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ tái thông mạch máu. Đây là một số hình ảnh. Hình A là tác động mạch nào giữa và hình B chúng ta đưa cái ống hút lên để hút huyết khối. Hình C là chúng ta thấy rõ hơn và sau khi hút thì mạch máu được tái thông hoàn toàn ở hình D và hình E, và cục huyết khối như chúng ta thấy ở hình F là đã được hút vào trong lòng ống hút. Đây là kỹ thuật kéo huyết khối và cái stent nó đã bắt được huyết khối ở đây, mạch máu được tái thông hoàn toàn. Như vậy tiên lượng điều trị phụ thuộc rất nhiều vào thời gian, tức là chúng ta phát hiện sớm và đưa bệnh nhân đến các cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất. Vì mỗi tế bào, mỗi phút trôi đi thì có khoảng gần 2 triệu tế bào não bị chết, vì vậy nên là thời gian là yếu tố cực kỳ quan trọng. Ở Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chúng tôi là một trong những bệnh viện mà có khả năng điều trị tốt đột quỵ não tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy khi các bạn phát hiện người nhà có các biểu hiện, có dấu hiệu của đột quỵ não thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi và đưa đến chúng tôi luôn túc trực cấp cứu 24 trên 24 để mà điều trị tốt nhất cho bệnh nhân đột quỵ não. Rồi xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Phạm Đình Chương thuộc đơn vị đột quỵ chuyên khoa nội thần kinh Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chia sẻ về những thông tin về chủ đề điều trị sớm đột quỵ thiếu máu não cấp. Và với những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này cần nhận được sự tư vấn của bác sĩ Đình Chương, chúng ta có thể để lại câu hỏi ngay tại phần bình luận đang được phát trên cả hai kênh fanpage và YouTube chính thức của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Và từ sau khi chúng tôi đăng tải về chủ đề của ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng đã nhận được khá nhiều những câu hỏi về vấn đề này và xin được bắt đầu chương trình tư vấn, giải đáp, chia sẻ những thắc mắc với quý vị khán giả cùng với sự tham gia của bác sĩ Đình Chương ạ. Dạ vâng, xin được bắt đầu một câu hỏi đầu tiên ạ. Thưa bác sĩ, khi mắc phải cùng lúc vừa bệnh thiếu máu não và huyết áp cao thì tôi cần phải làm gì để tránh trường hợp dẫn đến đột quỵ ạ? Rồi như vậy thì trường hợp này đã có thiếu máu não ở đây, có thể là theo ý hiệu của bệnh nhân thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thiếu máu não nhưng mà chưa phải là đột quỵ não, thì đột quỵ thiếu máu não cấp thì chúng ta phải, và trên bệnh nhân mà có cái bệnh nền yếu tố nguy cơ là tăng áp, chúng ta phải sàng lọc các nguy cơ đột gây đột quỵ sau này. Đó là việc chúng ta phải kiểm soát thật tốt huyết áp. Cái thứ hai nữa là đánh giá hệ thống mạch máu não xem có hẹp, ngẽn tắc ở vị trí nào không, và đánh giá thêm chức năng tim mạch. Một câu hỏi tiếp theo ạ. Làm cách nào để có thể nhận biết được đâu là đột quỵ thoáng qua và đâu là đột quỵ thiếu máu não gây nên cho bác sĩ? Chúng ta phải biết là cả hai trường hợp đột quỵ thoáng qua và nhồi máu não thật sự đều là cái cấp cứu nội khoa, bởi vì tai biến máu não thoáng qua cũng là một cái thể đột quỵ thiếu máu não cấp, nhưng mà nó chỉ là biểu hiện thoáng qua trong vòng, nó triệu chứng nó sẽ mất trong vòng 24 tiếng nhưng mà nguy cơ đột quỵ tái phát sau đó là rất cao. Bởi vậy là phải tầm soát và làm rõ các yếu tố nguy cơ mà điều trị dự phòng tái phát sau đó. Dạ vâng.
Trong trường hợp nếu như là người nhà tôi bị đột quỵ không rõ nguyên nhân thì tôi nên xử lý cấp cứu tại chỗ như thế nào để tránh trường hợp nguy hiểm hơn cho người nhà? Mong bác sĩ có thể giải đáp. Rồi nếu chúng ta phát hiện ra người nhà mình có các dấu hiệu của đột quỵ thì chúng ta phải liên hệ với cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ gần nhất và đưa người nhà chúng ta tới cơ sở y tế gần nhất để mà cấp cứu và không trì hoãn thời gian, không làm các việc Thời cấp làm cần cứu thiết, tại nhà đúng không? Tức là không cần. với đột quỵ này thì chúng ta không nên thực hiện cho cấp cứu tại nhà mà nên nhanh Đúng chóng rồi. đưa người thân đến bệnh viện. Chúng ta liên hệ với bệnh viện gần nhất, với cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị được đột quỵ não và chuyển người nhà chúng ta tới bệnh viện trong thời gian sớm nhất có thể. Dạ vâng, một thông tin rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả, chúng ta khi chúng ta nhận biết được tình trạng của người thân của mình có phải là đột quỵ không ạ? Đúng rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào câu hỏi tiếp theo, đó là thuốc điều trị tiêu sợi huyết ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn có sử dụng hay không và trong trường hợp nào thì sẽ cần sử dụng đến là thuốc. Bệnh viện đơn vị đột quỵ của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn là một cái đơn vị chuẩn điều trị đột quỵ theo khuyến cáo của thế giới. Vì vậy tất cả các phương pháp điều trị đột quỵ chuẩn đều được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn. Trong đó có điều trị cấp và điều trị sau đó. Điều trị cấp thì chúng tôi có điều trị tiêu sợi huyết đối nếu bệnh nhân đến trong cơ sở thời gian vàng, và điều trị thứ hai là điều trị can thiệp nội mạch lấy khối bằng máy DSA rất hiện đại. Nếu như bệnh nhân có tắc mạch lớn và vô trong cái khoảng thời gian còn có thể can thiệp được, và cái khoảng thời gian bây giờ có thể lên đến 24 tiếng. Vì vậy nếu chúng ta phát hiện ra người nhà mình bị đột quỵ thì hãy đưa người bệnh, người nhà chúng ta đến bệnh viện sớm nhất có thể. Dạ vâng. Trong Một vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi như sau ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi nếu như gặp phải trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ thì tôi có thể đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn được hay không? Khóa là được. Nếu như chúng ta phát hiện ra người nhà có biểu hiện dấu hiệu của bệnh đột quỵ thì hãy đưa ngay đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và chúng tôi sẽ tiếp nhận và nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm và điều trị sớm nhất để đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi về tầm soát bệnh lý này. Thưa bác sĩ, ở cái độ tuổi bao nhiêu thì họ có thể tầm soát được các bệnh đột quỵ? À thì không có một cái khuyến cáo cụ thể nào ở độ tuổi bao nhiêu, nhưng mà nếu chúng ta có các yếu tố nguy cơ đột quỵ đó là tăng huyết áp, tiểu đường, thì những bệnh lý này bây giờ có xu hướng trẻ hóa. Nếu chúng ta có hoặc là hút thuốc lá, hoặc là rối loạn lipid máu, hoặc là béo phì thì cũng nên tầm soát đột quỵ sớm nhất có thể và định kỳ theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ có thể chia sẻ về các cái xét nghiệm hay là những cái chỉ định khi mà bệnh nhân có nhu cầu tầm soát cái bệnh lý này khi họ sở hữu các yếu tố nguy cơ? Về vấn đề tầm soát đột quỵ thì chúng ta có phải loại trừ các yếu tố nguy cơ, thì nguy cơ đây là gì? Mình đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thì chúng ta phải làm cái xét nghiệm máu để đánh giá xem cái đường máu có cao không, mỡ máu có cao không. Cái thứ hai nữa là một số xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh như là chức năng điện tim, siêu âm tim và siêu âm động mạch cảnh, cũng như là nếu cần thiết thì chúng ta chụp một cái CT hoặc là MRI sọ não để đánh giá cái mạch máu não. Câu hỏi tiếp theo ạ. Nếu như bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc aspirin thì có thể điều trị bệnh đột quỵ thiếu máu não được hay không ạ? Nếu bệnh nhân đã dùng thuốc aspirin mà vẫn có xảy ra một cái đột quỵ mới, chứng tỏ rằng là việc điều trị aspirin để dự phòng đột quỵ của chúng ta nó chưa hiệu quả. Aspirin là một thuốc để điều trị dự phòng, thì chúng ta phải đánh giá lại cái yếu tố nguy cơ, đánh giá lại cái hiệu quả điều trị, cũng như là một số cái bệnh lý đồng mắc của bệnh nhân, lý do vì sao bệnh nhân đang dùng aspirin mà vẫn vẫn xảy ra đột quỵ tái phát, thì mình phải tìm nguyên nhân và sau đó điều chỉnh lại cái chiến lược điều trị cho nó phù hợp. Hy vọng là những cái thông tin vừa rồi của bác sĩ Trương thì sẽ giúp cho vị khán giả này chúng ta có thêm những cái thông tin đầy đủ và rõ ràng.
trong cái quá trình điều trị của mình ạ. Thưa bác sĩ, lứa tuổi nào thì dễ gặp phải bệnh lý này? Và tại sao lại có những người trẻ khỏe mạnh nhưng mà vẫn bị mắc đột quỵ thế này? Đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào, thậm chí có những trường hợp đó là xảy ra ở bệnh nhi hoặc là những bệnh nhân rất là trẻ tuổi, thì nguy cơ nó sẽ tăng dần theo tuổi. Và các bệnh đồng mắc chẳng hạn như tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng mỡ máu, thì nếu mà chúng ta có các yếu tố nguy cơ rồi, tiền sử gia đình có những người thân bị đột quỵ thì cũng nên tầm soát để loại trừ cái nguy cơ đột quỵ về sau. Chúng tôi nhận được một câu hỏi với nội dung như sau ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là chụp MRI thì có tìm được nguy cơ bệnh đột quỵ tuyến não hay không? Chụp MRI sọ não, là MRI là một cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh rất là hiện đại, và nó sẽ hình ảnh trên MRI nó sẽ mô tả rất là rõ ràng cái nhu mô não cũng như là tình trạng mạch máu não, và từ đó chúng ta cũng có thể định hướng được, chúng ta cũng có thể tìm được một số nguyên nhân có thể gây đột quỵ về lâu về dài và lên cái chiến lược điều trị. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn thì có tầm soát nguy cơ này hay không? Và nếu có thì có thể cho tôi biết chi phí là bao nhiêu? Tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn thì chúng tôi có đầy đủ các phương tiện để tầm soát sàng lọc các yếu tố nguy cơ đột quỵ và điều trị đột quỵ. Thì về chi phí đối với MRI sọ não thì thường dao động trong khoảng 3 triệu. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải làm thêm một số cái xét nghiệm khác, chẳng hạn như xét nghiệm máu sinh hóa máu, đường máu, mỡ máu, thì chi phí đó nó cũng dao động không có nhiều, tầm khoảng hơn 1 triệu. Thì một gói để mà sàng lọc tầm soát cái đột quỵ thì dao động trong khoảng hơn 4 triệu. Tức là với mỗi người khác nhau thì cái yếu tố nguy cơ cũng khác nhau, cho nên là để có thể biết được chính xác thì chúng ta có thể nhờ tư vấn và các bác sĩ tương ứng với cái tình trạng của mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Thưa bác sĩ, nếu như muốn khám tầm soát thì tôi cần phải khám chuyên khoa gì, cũng như là cần phải chuẩn bị những gì trước khi? Nếu chúng ta có ý định muốn tầm soát đột quỵ thì hãy đến phòng khám nội thần kinh của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Và trước khi đến thì chúng ta thường nên đến vào buổi sáng thì nhịn ăn để chúng ta có thể xét nghiệm máu, đánh giá được cái lượng đường và lượng mỡ trong máu chính xác hơn. Câu hỏi tiếp theo ạ. Di chứng để lại của bệnh đột quỵ tuyến máu não cấp là gì? Thì mong bác sĩ có thể tư vấn cho tôi biết. Đột quỵ thiếu máu não thì nó để lại rất là nhiều di chứng khác nhau, chẳng hạn đó là để lại di chứng yếu liệt, ảnh hưởng đến vận động. Cái thứ hai nữa là có thể ảnh hưởng tới lời nói, chúng ta có thể nói đớ, hoặc là trường hợp một số trường hợp bị nặng thất ngôn và rối loạn cảm giác. Thì nặng nề nhất của nó là có thể là nó gây yếu liệt và dẫn đến là tàn phế. Sau khi điều trị thì cần phải phục hồi chức năng gì hay không ạ? Phục hồi chức năng là một thành tố rất là quan trọng trong vấn đề điều trị đột quỵ và thường bắt đầu sớm trong vòng sau 24 tiếng. Về lâu về dài để mà lấy lại cái chức năng thần kinh cho người bệnh. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là có cần tránh tập những động tác hay là các bài tập nặng nào hay không ạ? Tập thể dục là một cái thành tố rất là quan trọng trong vấn đề dự phòng các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải tập thể dục đúng cách và nên hạn chế tránh các động tác mạnh và không đúng tư thế, bởi vì một số động tác đó cũng có thể gây một số trường hợp gây tổn thương mạch máu, bóc tách mạch máu và sau đó có thể gây đột quỵ. Vì vậy chúng ta phải tập đúng động tác và tập không nên tập quá sức, và tập những tập thể lực một cách là hợp lý thì nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là những thông tin hữu ích của bác sĩ Phạm Bình Phương trong cái chương trình hôm nay với cái chủ đề là
điều trị đột quỵ não thiếu máu cấp ạ. Quý vị thân mến, chương trình câu lạc bộ sức khỏe online số phát sóng do Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn thực hiện ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý cô bác và các anh chị vào các chương trình lần sau và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý cô bác và các anh chị dành cho các chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện Hoàn mỹ Sài Gòn thực hiện. Mang trên vai niềm tin quá lớn, nên đôi khi đường đi phía trước tuy gian lao vẫn không buông rơi hy vọng. Hồi hoàn mỹ tự hào biết mấy, khoác những chiếc áo trắng thiên thần, tinh khôi như màu lương tâm ta trong sáng. Chúng tôi những y bác sĩ luôn chiến đấu như những chiến sĩ. Chúng ta là chiến sĩ ngành y, chúng tôi những y bác sĩ luôn chiến đấu như những chiến sĩ tự hào bệnh viện Hoàng Mỹ. Chúng ta là chiến sĩ ngành y. Ngày bình yên đầy nắng đâu ai biết rằng những người thức trắng quên đi chính mình, ngày đêm lo lắng cho bao tính mạng. Gạt đi niềm vui ấy của riêng bản thân, dành từng giây phút cho từng số phận, dành cả tâm trí cho từng nguồn sống. Mang trên vai niềm tin quá lớn, nên đôi khi đường đi phía trước tuy gian lao vẫn không buông rơi hy vọng. Hồi hoàn mỹ tự hào biết mấy, khoác những chiếc áo trắng thiên thần, tinh khôi như màu lương tâm ta trong sáng. Làm việc theo 6 giá trị, cốt lõi là sự tận tụy của tình điều dưỡng và bác sĩ, nền tảng đại gia đình hoàn mỹ, tận tâm chăm sóc 4 chữ vàng, từng giây từng phút luôn sẵn sàng, sinh mệnh của mọi người là hàng đầu, quyết tâm sẽ không bao giờ đầu hàng, dù cho đánh đổi cả thanh xuân, dù cho hành trình có gian truân, vẫn luôn thầm lặng hy sinh quên mình dù vất vả cho tất cả vì bệnh nhân. Để niềm vui của người bệnh làm hạnh phúc, để nụ cười của mọi người làm lời chúc cho sức khỏe bình an tươi trẻ lạc quan mạnh mẽ hăng hoang đến cộng đồng. Phải giải tái hoàn mỹ là môi trường vì sức khỏe người Việt phải thành công, đẩy lùi dịch bệnh dập sạch hết, phòng ngừa bảo vệ cả non sông. Vì cuộc sống dân sinh ta cùng cống hiến, với sự nghiệp ngành y ta cùng phát triển, luôn cố gắng ta cùng ngừng cải tiến, cùng tinh thần kết nối hợp tác khắp mọi miền. Lương y như từ mẫu, y đất là kho báu, sáng như sao bắt đầu, Việt Nam cùng chung dòng máu, liên minh chính trực mãi duy trì, hoàn thành nhiệm vụ không ngừng nghỉ, làm tròn trách nhiệm chính là tiêu chí, chúng tôi tự hào là bệnh viện hoàn mỹ. Nhìn từng giọt nước mắt rơi vì đớn đau, làm sao không xót thương và thấu hiểu, chỉ biết cố gắng đến giây cuối cùng. Nhìn những nụ cười ấy trên môi trẻ thơ, là những vất vả tan như giấc mơ, là niềm hạnh phúc cho một ngày mới. Mang trên vai niềm tin quá lớn, nên đôi khi đường đi phía trước tuy gian lao vẫn không buông rơi hy vọng. Hồi hoàn mỹ tự hào biết mấy, khoác những chiếc áo trắng thiên thần, tinh khôi như màu lương tâm ta trong sáng. Mang trên vai niềm tin quá lớn, nên đôi khi đường đi phía trước tuy gian lao vẫn không buông rơi hy vọng. Hồi hoàn mỹ tự hào biết mấy, khoác những chiếc áo trắng thiên thần, tinh khôi như màu lương tâm ta trong sáng, tinh khôi như màu lương tâm ta trong sáng, trong sáng. Chúng tôi những y bác sĩ luôn
hào bệnh viện Hoàng Mỹ. Chúng ta là chiến sĩ ngành y, chúng tôi những y bác sĩ luôn chiến đấu như những chiến sĩ. Tự hào bệnh viện Hoàng Mỹ, chúng ta là chiến sĩ ngành y.